Odessa nói chung là một thành phố của Nga. Chúng tôi biết về điều này, mọi người đều biết rõ về điều này. Đây là câu trả lời của Tổng thống Nga Putin khi ông nhận được câu hỏi liên quan đến khu vực này trong cuộc họp dài kỷ lục 4 tiếng đồng hồ, giao lưu trực tiếp với người dân và phóng viên được tổ chức vào ngày 14 tháng 12 vừa qua. Đồng thời, ông nhấn mạnh rằng toàn bộ khu vực Đông Nam Ukraine luôn thân Nga, đây được gọi là lãnh thổ lịch sử của Nga. Chắc với nhiều người đã xem video của mình không lạ gì với địa danh Odessa. Nó từ thời điểm thỏa thuận ngũ cốc hết hạn đã trở thành mục tiêu tấn công của Nga vào các vị trí trọng yếu nhất liên quan đến kinh tế và quốc phòng của Ukraine, bao gồm hầu hết các cảng biển quan trọng liên quan đến xuất nhập khẩu, cũng như các kho vũ khí và các xưởng sản xuất quân sự lớn đã an toàn suốt một năm trước đó nhờ việc Nga tôn trọng triệt để thỏa thuận ngũ cốc. Odessa được gọi là hòn ngọc trên biển. Ai cũng biết đây là một vùng thân Nga quan trọng, một vùng đất rất ngon về mặt kinh tế và cũng là vùng đất có nguy cơ gây nguy hiểm cho hạm đội Biển Đen ở Crimea, vì đây tập trung các lực lượng chủ chốt của Hải quân Ukraine. Lời phát biểu của ông Putin liên quan đến Odessa lẫn miền nam Ukraine dường như mờ ám thể hiện ý đồ của Nga trong việc sáp nhập hoàn toàn phần phía nam Ukraine nối dài tới Odessa trở thành lãnh thổ của Nga trong tương lai, đồng nghĩa với việc biến Ukraine thành một quốc gia không có biển. Vậy thì điều này thực tế tới mức độ nào? Chúng ta hãy cùng nghe phân tích từ các chính trị gia Nga cũng như các chuyên gia trên thế giới nói gì về vùng Odessa này. Và cuối video, mình cũng nêu ra quan điểm cá nhân của mình về khu vực này. Chúng ta bắt đầu nhé! Các kế hoạch liên quan đến Odessa vẫn chưa bao giờ được công bố chính thức, nhưng đây không phải là lần đầu tiên ông Putin nêu ra ý tưởng liên kết thành phố này với lãnh thổ Nga. Vào tháng 10 năm 2022, trong một bài phát biểu, Putin đã nhận xét rằng Odessa có thể trở thành biểu tượng của giải pháp xung đột. Phát biểu mơ hồ này đã gây ra rất nhiều đồn đoán khác nhau, và các bạn cũng hãy nhớ đến đoạn này của Putin để cuối video chúng ta cùng phân tích nhé. Nhiều chuyên gia đã đồng ý về một điều, một trong số các mục tiêu chiến lược của quân khu phía Bắc là tạo ra một hành lang đất liền với Crimea vốn đã được hoàn thành và kiểm soát ở bờ Biển Đen, cùng với hành lang đất liền ở Transnistria, vùng tự trị của Moldova. Ở đây, Odessa đóng một vai trò rất quan trọng. Do đó, trong một phát biểu thì thống đốc vùng Kherson, ông Vladimir Sado bày tỏ quan điểm rằng một hoạt động quân sự để giải phóng vùng này là không thể tránh khỏi sau khi giải phóng vùng Kherson. Các nhà bình luận nước ngoài cũng có quan điểm chung như vậy. Giống như cựu sĩ quan tình báo quân đội Mỹ Scott Ritter đã nói trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 12 năm ngoái rằng bất kể cuộc xung đột này kết thúc như thế nào, điểm mấu chốt là nếu Ukraine kiểm soát Odessa thì Crimea sẽ không bao giờ được an toàn. Vì vậy, để đảm bảo an ninh cho Crimea, Nga cần chiếm Odessa. Ngoài ra, Kyiv cũng có thể mất không chỉ Odessa mà còn cả 5 khu vực ở miền Nam cũng như quyền tiếp cận hoàn toàn vào Biển Đen. Đó là lời của ông Ritter, cựu sĩ quan tình báo quân đội Mỹ. Còn đại tá Mark Rager, người đã lên kế hoạch cho một số hoạt động quân sự lớn của Bộ Quốc phòng Mỹ, cũng tự tin rằng Ukraine vẫn còn cơ hội cuối cùng để đạt được thỏa thuận với Nga. Nhưng ông tin rằng nếu đến năm 2024 thì mọi chuyện đã quá muộn. Họ sẽ tạm dừng và sau đó phát động một cuộc tấn công lớn để có thể đưa họ đến sông Dnipro ở phía nam gần Zaporizhzhia, từ Zaporizhzhia đến Odessa và cuối cùng là Transnistria. Họ cũng sẽ chiếm được vùng Kharkov ở phía bắc. Đây là khu vực nói tiếng Nga truyền thống, những khu vực luôn là một phần của Nga. Chính những khu vực này đã mang lại cho Ukraine khoảng 90% GDP. Theo logic thì quân đội Nga hoàn toàn đang có kế hoạch tương tự nếu tình hình quân đội Ukraine mất dần sức kháng cự, cũng như hợp logic trong việc bảo đảm an toàn tuyệt đối cho Nga trong tương lai. Bởi thực tế là nếu không vô hiệu hóa cảng Odessa và thiết lập quyền kiểm soát ở vùng bờ biển phía nam của Ukraine, thì không thể nói đến sự an toàn cho căn cứ của hạm đội Biển Đen ở Sevastopol, cũng như không thể nói về việc phi quân sự hóa Ukraine được. Như vậy là từ phát biểu mập mờ của Tổng thống Putin đã dẫn tới các diễn giải theo hướng cho rằng Nga phải lấy Odessa cũng như toàn bộ miền nam Ukraine, biến đất nước Ukraine thành một nước không có biển thì mới hoàn thành được mục tiêu đánh gục nền quân sự Ukraine. Và đây là phân tích theo ngu kiến của mình. Trước tiên, chúng ta hãy nhìn vào câu nói của Putin. Với vai trò là nguyên thủ của Nga, ông không thể tuyên bố một cách trắng trợn về số phận của một vùng đất đang thuộc lãnh thổ nước khác được. Ông sử dụng cách diễn đạt rất mơ hồ. Gần nhất, ông coi Odessa nói chung là một thành phố của Nga và nhấn mạnh rằng mọi người đều biết về điều này. Cứ như thể đây là một sự thật hiển nhiên và Ukraine không tồn tại vậy. Và trước đó, ông nhấn mạnh rằng Odessa có thể trở thành biểu tượng của giải pháp xung đột. Cuộc chiến Ukraine với chuỗi video mình đang lên sóng, chúng ta biết được rằng mục tiêu của Nga tại Ukraine được nêu ra một cách khá mơ hồ. Chính điều này đã tạo cho Putin một khoảng không gian để thực hiện các kế hoạch của mình một cách linh hoạt. Nói cách khác, với mục tiêu khá mơ hồ thì Nga có thể diễn giải chiến thắng của họ theo bất cứ cách nào. Tuy nhiên, có một điểm mấu chốt, đó là Nga không có ý định khiến đất nước Ukraine biến mất. Nhưng chắc chắn Ukraine phải ở tình trạng không được phép gây đe dọa, nguy hiểm hay nguy cơ nào cho Nga cả. Và để đạt được điều này, dĩ nhiên cần hai thứ. Một Nga phải tạo được phòng tuyến hay vùng đệm đủ an toàn. Và thứ hai, câu chuyện phải được định đoạt trên bàn đàm phán. Vậy chúng ta trở về với kịch bản. Nếu Nga lấy hết miền nam Ukraine bao gồm cả Odessa và kết nối với vùng ly khai của Moldova tại Transnistria, biến Ukraine thành một đất nước không có biển và đồng thời bao vây Ukraine từ cả 5 trên 6 hướng, vậy lúc này Ukraine còn lại gì không? Gần như họ sức không còn lại gì cả. Họ mất hầu hết các khu vực canh tác màu mỡ nhất, mất hết các khu vực khoáng sản dồi dào nhất, họ mất khu vực cảng giao thương quan trọng nhất của họ, họ mất hết các vùng công nghiệp, các khu vực nhà máy nơi có công nghệ của họ, họ mất luôn đường ra biển, hay nói ngắn gọn là họ mất toàn bộ vùng đất tạo ra 90% GDP của họ. Vậy lúc này, Ukraine chẳng còn gì để mất. Phần còn lại của Ukraine cũng là phần mà Nga không thèm ôm vào, bởi vì ở đó chủ yếu là các cư dân có tinh thần bài Nga. Vậy Ukraine còn sợ gì mà không chiến với Nga tới tận cuối chân trời? Hay nói cách khác, nếu Nga thực hiện kế hoạch lấy hết phần phía nam Ukraine, bao gồm cả Odessa và nối liền với vùng ly khai ở Moldova, có nghĩa Nga ép Ukraine mất tất cả mọi thứ. Khi Ukraine ở trạng thái không còn gì để mất thì chẳng còn lý do nào đủ lớn để Ukraine cần phải đàm phán với Nga cả. Từ đây, chúng ta quay trở lại với lời bóng gió của Tổng thống Putin. Odessa là một thành phố của Nga. Odessa có thể trở thành biểu tượng của giải pháp xung đột. Với lời này thì theo mình, Putin muốn truyền tải đi thông điệp rằng vùng đất đó rất ngon, rất có giá trị và Nga không ngần ngại lấy mất nó nếu Ukraine không ngoan ngoãn. Tới đây thì bạn hiểu ngu kiến của mình rồi chứ. Nga sẽ nói bóng gió về miếng đất ngon nhất của Ukraine chỉ để bắn tín hiệu rằng Nga hoàn toàn có khả năng lấy đi miếng đất đó. Nhưng thực tế, Nga sẽ để lại cho Ukraine một miếng đất ngon nhất để Ukraine còn có cái mà quyết tâm giữ. Từ đó mới có cơ sở để Ukraine tiến hành các thỏa thuận đàm phán với Nga. Sau khi đàm phán thì Nga sẽ đảm bảo rằng Odessa vẫn là của Ukraine, miếng ngon đó vẫn là do Ukraine sở hữu để còn làm ăn. Đổi lại, Ukraine sẽ phải ngoan ngoãn chấp nhận trung lập hoàn toàn, giải tán hải quân và quân đội để không còn khả năng đe dọa Nga, có thể chỉ giữ lại một lực lượng nào đó kiểu của Nhật Bản được gọi là lực lượng phòng vệ quốc gia. Ở bên cạnh Nga một cách hòa bình không gây hại cho Nga thì sẽ đảm bảo rằng Nga sẽ không đụng gì đến Ukraine, còn nếu lệch sóng thì Nga sẽ lấy nốt toàn bộ phần miền Nam và Odessa nối thẳng tới vùng ly khai Moldova bao vây Ukraine ở 5 trên 6 phía, lúc đó thì đừng có trách. Nói tóm lại, phân tích trong câu nói của Tổng thống Putin, những chuyên gia khác thích vẽ nên viễn cảnh Nga sẽ thâu tóm khiến Ukraine kiệt quệ và gục ngã hoàn toàn. Còn mình là nhận thấy rằng đây là động thái của Putin để cho Ukraine hiểu rằng họ còn những thứ đáng giá cần phải bảo vệ, thế nên cần phải cam kết với Nga theo những điều khoản mà Nga đưa ra nhằm kết thúc chiến tranh. Đó chính là ý tứ trong câu nói của Putin rằng Odessa có thể trở thành biểu tượng của giải pháp xung đột. Và đó là phân tích theo ngu kiến của mình. Các bạn có ý kiến nào khác không? Hãy chia sẻ để cùng thảo luận nhé! Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Đặc biệt cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình ly cà phê. Hẹn gặp lại các bạn ở những chủ đề tiếp theo.